không chủ quán phê không thích cái ghế này vì ngồi quá thoải mái nên khách ngồi lâu. Ghế nghiêng 105 độ phù hợp với nhiều dáng ngồi. Vì ghế có biết là 2 nhập khẩu nguyên chiếc, đồ hoa thì cao. Các bộ đồ trên tảng chắc chắn. Khách hàng thích mê. Ghế mà đắt thì đã có mặt phải thay thế, giá trị tương đối cao. Sao nào mấy ông chủ không thích cái ghế này? Vì không biết bao giờ mình mua được ghế mới. Ủa chiếc ghế tốt như thế này mà chỉ khoảng 400 nghìn. Cả chủ quán cà phê không mua thì để tôi mua.